Ông nương nào thích thì lên đi đi đi. Vâng. Bây giờ nói như này, không, anh em chúng ta đừng có nói, nói hai bên chúng ta, anh em mình là mà chị không đâu đấy, mà có con đồ rồi, con đồ, cái này con đồ, cái con đồ này, tôi thấy ông chưa được làm sao vậy đâu, đẹp đẹp da đi chơi đẹp mai, không phải chứ, bắt buộc phải thế, nói chuyện ta, ai ai, chú đâu nào, cái chú nào trong anh ngủ ở dưới nhá, dưới đấy, bỏ. Chào bác, 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 chào